Ok, bắt đầu rồi. Chưa? Rồi. Reset này. Reset tư này. Đó. Không tập hình đi tư này. Nó đi được rồi. Survey. Ok nặng phết 14 lâu thì không tặng mới đâu không tặng đâu thì là đây cái bút một mới lên. Quay nó chậm nữa để bộ phim nữa thêm một thằng chạy nữa đâu. Mình cứ loa hết đi đã, không cần tí nữa. Giống hình quả. Quá dễ chạy không được. Mật độ
Dính bé cái cúp to dính đấy thì nó hơi cong cong như thế đấy thì cái hình nó xong rồi thêm cái xong đi cơ bốn cái chưa từng bao giờ đụng gần gột này nhưng mà quả thì quả đầy nhà ăn được quả
nhiều lắm. Mấy củ hồ mất ra chén ốc tu quả bóng á, thế cho bốn củ quả thôi. Bóng bàn tốn nhiều bóng thế cơ, mấy quả đó. Có quả nhiều quả á, à mà bóng bàn này không vỡ mà. Không hiểu quá khoảng tháng năm mất ra tên nó không nghe đi ra. Cái bán này chơi một xăng thôi không chỉ 30.000 đặt trên một đứa bé mà cũng vừa đặt thứ mặt là hai một hồi đấy 30.000 rồi bây giờ là 30.000 mà hơn triệu 4 triệu giờ thì nó hơn triệu rồi đấy mặt là mặt như là một cái 4 triệu. Cái cốt xịn nhất bây giờ là 7,5 triệu. Đúng rồi. Một đôi mặt xịn nữa là 3 triệu nữa. Ừ. Đây là 10 triệu. Ừ. Đã bộ vô của tôi. Đừng có một cái mặt như vậy. Nhưng mà gồng như mẹ. Nhưng mà 100.000 có vật. Một lệnh có nữa với giá nó chung rồi đúng không? Thì 100.000 cái file này là file gì nhỉ? Vậy. Không cần mua thì khoảng tầm khoảng hết bằng chiếc xong chào còn đánh được thì tầm khoảng 2 triệu 1 triệu rưỡi một bộ này vừa xong ngư xong thì giờ mới có sản xuất đây đây thì nó không sao bây giờ có ba mấy nghìn bằng 60.000 con tốt đây quên được cái phần nào đâu có 7.000 này nó bị đầy mẹ ram. Đây là nó có ở đây thì giếng trong đó rồi giếng hai đô á giếng trong đó rồi trời đó rồi trong đó giờ loa xong hết rồi không? Bây giờ mình lấy xung hết mà sao? Hai cái mặt đấy bao tiền cái? 3 triệu bình thường. Giờ mình bảo là chuyện 900 một đội. Một cái mặt lấy được bao lâu này? Nhất từ sàng của anh ấy nào? Một cả thằng móc ra và lại của nó còn lấy đâu còn massage đâu phải nó sai chưa còn một ít bánh đều đều khoảng 5-2 nghìn thôi này thì có massage này thì bánh chuẩn vật này ra anh chắc tắt hai thì cái gì nó chả đỏ vô nó cũng chém được mà nó cũng chém được coi như chưa nhìn em này các bạn nhỉ anh thì chú lấy độ âm độ luôn chú cho anh một bữa mà anh em nhúng kia thôi được rồi nhá chiều nay luôn chiều nay anh em đã bóng rồi chiều nay không đã xong đi ăn quên nó vui chiều mai mua rẻ cái vật cái mặt đấy thì mua của cái bọn tuyển mất thải ra đánh xếp bao nhiêu xe 21 ok chơi xe 11 ba xe
21 xe tối rồi nhé. 5 xe lâu lắm. Bánh 21 3 xe tối. Chiều mai này. Lâu chiều mai này. Chiều nay luôn chiều mai à chiều nay chiều mai đánh không chiều mai khoảng 4 giờ này hai rồi 5 giờ mới anh em gọi lên đây gọi đồ nhậu lên đây cho anh em được anh em chứng kiến nhá rồi bắt tay đấy bắt tay gái phải bắt tay ôi nhìn kỹ nhìn là giờ chưa à ơ ui nhìn kỹ bình em bánh thường thôi anh nghĩ nữa chị ơi anh sơn em đi mưa chỉ có cầm điện thoại anh bảy cái anh nghe sơn có hỏi đợt có hay hơn nhưng mà nói chung là để ăn và phái của mình rất khó đấy quả service của anh service là chú không có cửa rồi à được còn chú service là anh cứ phan vừa thế là hòa đấy chú tôi hỏi anh ấy à thế đi đánh đi để thật à chiều mai ngang như nào nhỉ? Xếp ngang đôi đấy. Đôi đồ là xếp. Ừ. Đồ mua đây nhỉ? Là cứ mua sẵn đồ đấy. Đằng nào cũng thua cũng đấy. Xong thì nó trả tiền đúng không? Ừ đúng. Đấy. Phải còn giới hạn chứ. Giới hạn 500 đồ lại thôi. Ừ đúng rồi. Chứ 500 đồ lại. Còn bây giờ cứ 500 nhé. 500. Và cho cái gì tôi mua đồ. Thế không phải gọi. Đúng rồi. Bánh to bánh nhất. Ăn luôn từ đấy. Đúng rồi. Bánh như tẻ đi. Đây. Ờ cái. Năm mà đẹp ấy, thì năm đúng buổi ấy, mình luôn năm đúng buổi xong. Anh em ở ngoài cổ vũ viên. Nhận. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, cho lên ấy có khi lại có. Chứ anh em mình quất đồ đúng rồi, quất luôn ở đấy luôn. Quất luôn ở đấy sau hôm sau có thể là cho có độ mới. À, thêm nhiều độ. Thế thì phải viết email về anh em xuống cổ vũ. Đây là mình xuất cái gì ạ? Chào mẹ, có trận đấu. Anh em cũng cổ vũ. Một cổ vũ có 500 này. À, bắt cái này, mắt nhận độ. Bây giờ chị là cái kia, ai đăng ký? Ông tiền làm nhà cái đi. Ai nhận mình, ai nhận Sơn, tôi cũng đưa số tiền. Không dạy đâu, chú góp 5 lít và anh em mình mà ôi giời chưa gì sợ đi hỏi hết cái này người kia cẩn thận sợ chứ mình có giờ đánh bóng bàn rồi mà anh còn chưa đánh bóng bàn bao giờ đánh giá thôi nó có bảo là ngày xưa nó mua vật 5.000 biết rồi nhưng mà ngày xưa trong đây giá 20 mấy năm vẫn có cứ anh này đấy em còn đi quận rồi cẩn thận rồi con mua tay chốt nhá, anh em làm chứng chốt nhá. Ông kịp làm cái email để anh em mình nhiệt độ đi. Quan trọng là nhiệt độ. Và thắng thì không mất tiền. Thua thì nộp vào quỹ nhá. Thắng thì uống bia. Đúng không? Tiền mình uống bia xong mọi người bỏ quỹ. Đây chính là cái giếng luôn. Đá bóng, đá cầu. Ờ, chạy dây, anh cứ đi. Không có cái sân đá cầu nhỉ. Đá cầu hay đấy. Dạ, đá cầu chim, chú biết đá cầu chim không? Hôm nay thì chú chưa tập đúng không? Cổ lông thì không thích cái này nữa. Sợ cổ. Cổ xưa là có cảnh nhân nữa đúng không? Dạ. Sơn là nhân với đoạn sơn này không? Ủa đây. Cổ lông á. Cổ lông đẳng cấp. Cổ lông đẳng cấp rồi. Yeah.
Cái gì? Không dùng nữa. Sao? Nó ra tay sân. What? Không ăn được sao? Cái gì nhìn đẹp nhỉ? Cái gì vậy? Đường này là đường gì? Đường đen này là đường gì? Đường ký đường ký. Đường ký sự chênh lệch giữa thằng 65 cũng là thằng 96. Thế còn thằng căn thằng 65 cái với thằng 96. Còn thằng nào? Chúng ta sẽ hiểu thằng kia sẽ khác biệt. Thằng này nó sẽ được khoảng tầm 20 giây để xong đi. Đây là một tí. Ok, lấy đi. Đây là cỏ. Đang chịu cái bản trong cái trong cuộc đời của mình. Còn còn nó cũng chắc. Nhưng mà giờ nó ngay xin được làm thế nào? Có chết rồi. Chết chưa? Ủa, mất thời gian cũng... Ủa, giờ chết lại. Chết phổi chắc rồi. Mình chết được tên rồi.
đủ mạng, nó bị chấn than rồi. Em tắt bố mạng nghỉ à? Mạng nó quan trọng quá. Mấy hôm bụi bấm bảo hồi mất hết rồi, điện thoại mất. Thế là thế nào vậy? Lại mà mới lại không có từ à, một đấy.